Vâng, xin kính chào quý vị bạn đang theo dõi trên kênh Loa Hay TV. Hiện tại thì mình đang thực hiện cái video này tại kho hàng mình tại Nhật Bản, cách thủ đô Tokyo khoảng 1 tiếng đi tàu điện. Thì anh em nào lần đầu tiên xem được cái video này hãy bấm đăng ký để không bỏ lỡ các video kế tiếp. Đấy, thì trước mắt quý vị của bạn đây là cái gian hàng mà hôm nay mình vừa đóng xong, rất là nhiều hàng về ngập kho luôn, chuẩn bị ngày mai sẽ trở lên máy bay để đi về Việt Nam, đi tất cả các tỉnh trả hàng cho anh em, chuyến hàng đầu năm. Một lần nữa thì đây cũng là cái clip kho hàng đầu năm mới, thì kính chúc anh chị em xem video vui vẻ và gặp nhiều sức khỏe. Đấy, thì quay trở lại thì quay cho anh em xem một số các món hàng tại kho hàng nhà mình. Đấy, thì trước mắt quý vị các bạn đây là một con loa Bluetooth đang để trên những cái kiện hàng mà được ghi rõ ràng địa chỉ về tất cả các tỉnh trong nước, từ Cà Mau đến địa đầu Móng Cái. Đấy, cảm ơn quý chị các bạn đã theo dõi trên Loa Hay TV và ủng hộ Loa Hay TV trong suốt những thời gian vừa qua. Đấy, quay trở lại thì trước mắt quý vị các bạn đây là một cái loa Bluetooth của hiệu Harman Kardon. Loa này thì cắm điện sạc 110 hoặc 210, 20 đều được. Có cái ưu điểm là mỗi lần sạc pin thì có thể nghe được 2 tiếng đến 4 tiếng. Anh em có thể xách đi cắm trại, hoặc là anh em nào đi làm công trường mà thích nghe nhạc thì có thể xách đi đến công trường. Ví dụ như thợ xây, thợ sơn, thì thợ điện nước. Đấy, thì trước đây mình ở Việt Nam xây nhà thì có mấy tốp thợ, thì cứ tốp thợ nào cũng mang đến một cái. Rất là hay. Đấy, thì cặp này, cái con này về đến Việt Nam là 2.600.000 đồng, giao hàng trên toàn quốc anh em nhé. Số Zalo đang chạy trên màn hình của quý vị các bạn, 2.600.000 đồng, giao hàng toàn quốc. Đấy, thì tiếp đến đây là một cái con radio cổ, cách đây khoảng hơn 60 năm tuổi rồi, sản xuất vào những năm 58-60 của thế kỷ trước. Đấy, hiệu Nativna, nguyên bản, chưa sửa chữa thì chưa đâm đụng, chưa ngập nước. Đấy, hiệu radio mã cha là Nativna RE796, sản xuất tại Nhật Bản, cắm điện 110, bắt sóng AM FM, nghe cực kỳ ấm luôn. Bạn nào có ông hay ba hay thích nghe đài thì nghe radio có thể mua tặng ba cái con này. Giá về tận sân là 3.100.000 đồng, giao hàng trên toàn quốc luôn, bay thẳng từ Nhật Bản về trong 2 tuần là nhận được. Cam kết chưa sửa chữa, chưa đâm đụng, anh em nào phát hiện đền 1.000 lần luôn. Đấy, đây là những con hàng siêu lướt mà được bảo quản giữ gìn tại Nhật Bản trong mấy chục năm liền, bây giờ về tay anh em với giá 3.200.000 đồng, một chầu karaoke là xong. Đấy, rất tuyệt vời để trưng bày, chạy bán dẫn. Tiếp đến, trước mắt quý vị của bạn là một siêu phẩm đồng hồ đề bàn hiệu Seiko, chạy điện tử, dành cho những người lười không chịu lên dây. Đấy, thì mỗi lần lắp pin vào là chạy hàng vài tháng liền, nửa năm trời mới phải thay pin một lần, thậm chí cả năm luôn. Đấy, thì hiệu Seiko như con này thì mình rất thích cái dòng mà có lắc từ trường ở phía dưới này, treo lơ lửng và quay 24/7, quay 30 trên tháng luôn, quay 365 ngày trên năm luôn, không ngừng nghỉ luôn, rất là vui mắt. Đấy, chiều cao của nó thì hơn 30 cm, mạ chrome vàng ươm, sáng bóng. Đặc biệt con này về Việt Nam là 2.100.000 đồng em nhé, 2.100.000 đồng, tặng kèm thêm một con ở dưới này nữa. Đây,
2.100.000 đồng, tặng thêm con này nữa. Con này thì không bán, con này chỉ tặng thôi. Đây là con đồng hồ sản xuất tại Nhật Bản, những hoa văn họa tiết rất là đẹp. Con này con giả đá anh em nhé, giả đá cũng chạy pin Quality Saban. Đấy, là mua con trên 2.100.000 thì tặng này, kèm con này nữa. Nhựa nhưng mà giả đá, giao hàng trên toàn lãnh thổ Việt Nam, rất là tinh xảo, xa xôi chưa giao bao giờ. Có đẹp nào ở đảo hàng xa xem cái này thì mua con này 2.100.000 và tặng kèm thêm con này nhá em nhá. Số Zalo đang chạy trên màn hình ấy. 2.100.000 đồng tặng kèm một con giả đá. Nhắn tin sớm nhất thì mình sẽ chốt luôn. Hoa văn cực kỳ đẹp luôn. Thanh toán thì tại Việt Nam thôi, đơn giản, chuyển khoản tại Việt Nam rất nhanh. Đấy, mua con này tặng kèm con này luôn. Số Zalo đang chạy trên màn hình của quý vị các bạn nhé. Anh em nào quan tâm thì nhắn tin qua Zalo. Tiền thì chuyển khoản tại Việt Nam thôi, rất dễ thôi. Hàng thì 2 tuần là nhận được. Còn nhân vật chính ngày hôm nay đi, hôm nay thì tại bữa sáng này chạy qua tiệm đồ cũ thì mình nhân vật con chính này, của quý vị các bạn hôm nay là con robot tiện đóng hàng hôm nay bán chào luôn anh chạy luôn trong vài tháng qua. Hiệu, hiệu robot trở lại đây là bán con này rất là chạy, anh em mua rất là nhiều. Cảm ơn anh chị em đã luôn luôn ủng hộ Loa Hai TV. Sai này sai khủng nhất, sai lớn nhất, mua cái con này nhiều đấy anh em, chọn mình đấy. Đấy thì mình mua hàng thì đa số là mình lựa chọn cái con cực kỳ tốt tại đây là đế sạc con này thì nó có đế sạc anh em, làm việc mà hết pin thì 100 nhé, tự chạy vào đế để sạc, tự đi đổ xăng dầu luôn. Người thì em khi mà gần hết pin thì nó chỉ chạy đổ rác, sạc nó ăn điện luôn 3-4 ngày đi đổ rác, tự đó thì đi tìm đồ ăn mà tự hết xăng thì đi tìm cái xăng nhà lúc nào cũng sạch sáng bóng luôn. Thì con này đặc biệt của nó là như vậy. Con này thì con này của nó robot anh em nhé, robot. Mã số tra của nó anh em lật lại đằng sau cho mình xem, anh em tra thêm nhé, tra thêm thông tin ở trên Google nhé. Đấy, mã số tra của nó là 622 này. Mã tra của nó là lát anh em xem xong cái này anh em qua Google anh em tra xem con này con robot 622. Con này không dơn, giá của nó loanh quanh khoảng 10 triệu, 11 triệu như em nhé. Bán bao giờ cũng 10-11 triệu. Việt Nam bây giờ hình như bán 10-12 triệu sao đấy. Hiện tại bây giờ mình bán về tận 3 triệu Việt Nam, 2, tận về sân Việt Nam anh em là 3.100.000 đồng. 3.200.000 về tận sân có giá cực kỳ 3.200.000 đồng. 3.200.000 về tận sân luôn, chui vào gầm giường lại chui ra cho em xem luôn. Bây giờ bấm thử cho anh em xem luôn. Đi đâu quyết sạch. Nhấn phát lên đèn, nhấn phát lên chạy. Hút được tất cả các loại rác rưởi bụi mịn đi đâu là hút sạch bằng máy luôn, rất là tiện lợi. Đấy, chạy cực kỳ pin cực kỳ bền. Giờ đi Nhật Bản này hai cái hiệu hiệu va vào đi vào đâu robot và cái hiệu vật đề bot gặp cầu thang quay đầu lại đánh giá nhiều sao nhất, hết điện thì vào ăn điện khôn như người vậy. Đặc biệt là chạy cực kỳ 3.200.000 về tận sân anh em nhé. Anh em thanh toán tại Việt Nam. Đấy, anh em nào lần đầu tiên xem được cái video này nào quan tâm đăng ký để không bỏ lỡ đang chạy trên màn hình ý. Các video kế tiếp. Anh em nào chưa bấm đăng ký thì bấm đăng ký để không bỏ lỡ các video kế tiếp nhé. Video này mình xin tạm dừng tại đây. Lần nữa thì kính chúc anh chị xem video vui vẻ và tiếp theo. Hẹn lại anh chị em mình clip kế tiếp. Một lần nữa thì kính chúc quý vị các bạn năm mới an khang thịnh vượng và tươi vui hạnh phúc. Bye bye. Hội đã tan rồi chia tay bên dòng sông.